Trời ơi các bác ơi, trước đây tôi chưa biết đến cái em sản phẩm tẩy trắng quần áo DIY này. Phải bỏ đi bao nhiêu là quần áo đẹp tiếc đứt ruột luôn. Trộm vía là dùng cái em tẩy trắng quần áo này sạch thơm, quần áo lúc nào cũng trắng sạch thơm tho như mới luôn. Chẳng may mà có dính tí mực hay là thức ăn dầu mỡ bùn bẩn thì cũng yên tâm là em sản phẩm này có thể xử lý được hết luôn nhá. Đặc biệt là áo mà mặc lâu ngày do ảnh hưởng của mồ hôi ấy, nó sẽ bị xỉn màu, cũ kỹ và ố mốc. Nấm mốc lâu năm cũng sẽ dễ dàng được loại bỏ chỉ sau vài phút. Đó, anh chị em sắm ngay cho em 1 đến 2 lọ về, kiểu gì cũng cần đến nó nhá. Giá shop đang sale rất là rẻ luôn đấy ạ. Mọi người bấm vào link bên dưới nha.